Vâng, kính chào các bạn. Hôm nay Quý vị Sài Gòn Audio giới thiệu với các em chúng ta một sản phẩm đến từ đất nước cờ hoa, một sản phẩm mà độc và lạ, rất hiếm trên thị trường. Đó là một đôi loa Anderson. Model của nó là CD9. CD thì cái đời Anderson này thì từ đời 1 đến đời 9, đời 9 là đời cao nhất. Cái đời ví dụ như đời 7 á, đời 7 á thì nó có cái bắt ở trên. Nó bắt tên giống như chỗ mình để cái căn này, loa tên này. Còn cái đời này đời đời 9 nó có cái bắt ở phía dưới các bạn, loa ba quay. Này, bạn nhìn thấy cái bắt ở phía phía dưới luôn. Bắt 25. Rồi tí mình sẽ mở ra, mình sẽ mở ra cho bạn xem. Bây giờ mình quay thì mình không thấy nè. Thấy thấy không không được rõ lắm. Cái bắt này nó nằm nghiêng 45 độ theo với cái thùng loa. Đấy. Và đôi loa này là ba quay, chiều cao của nó 95, chiều chiều sâu của nó 28 và chiều rộng là 32. Cái căn của nó thì ở trên này ba quay này. Mình lấy cái căn ra, cái căn phía trước và cái căn cái lô bắt là cái căn tròn. Cái mic này rất to, tí mình sẽ giải phẫu mở ra các bạn xem mic và chép. Và toàn thân của này là gỗ lạng, rất đẹp luôn, rất ấn tượng đôi loa này. Và cũng dòng nó gần như là anh em với dòng AR, Alexson. Các bạn nhìn xem đây, gỗ lạng rất đẹp. Và các bạn theo dõi luôn phía sau của nó. Đôi này thì nó có trạm pin quay, mình có thể mình chơi pin quay được này. Này các bạn, đây Alexson made in USA. Rất rõ ha. Các bạn xem này, hàng Mỹ, có cái địa chỉ ở Mỹ này, mấy đi vô tay này, số chữ của gia đình là rồi. Nhưng mà trong cái củ loa của nó tin mở ra có hai cái nút server để mình chỉnh tầng cao tầng thấp này. Cái chạm loa rất là hoành tráng ha. Và các bạn xem luôn phía sau của cái loa bên này. Đây, phía sau của cái loa bên này, hai cái loa. Đôi loa này chơi nhạc cực kỳ hay. Cực kỳ hay, phải nói là tiếng bass rất trầm nha. Bây giờ xin mời các bạn cùng mình khám phá phía bên trong của nó trước khi mình test nhạc nha. Vâng, như bây giờ như vậy là sau khi mình xem xong ngoại thất của cái đôi loa độc lạ và hiếm này, đôi loa Alexson CD9 này, bây giờ quý Nguyễn cho nó nằm xuống mở ra. Các bạn nhìn thấy cái đôi loa, cái nội thất bên trong nó phải là khủng luôn. Đôi loa cực kỳ hiếm có đến từ nước Mỹ. Mình mở sẵn ra rồi, hai cái bắt nha, như mình vừa nói ở trên cái phần ngoại thất là nó nằm một góc 45 độ này, so với cái loa đó. Và hai bắt 25, đây là dòng gần như là anh em với AR. Các bạn nhìn nó có những cái nét tương đồng, nó giống Alexson CD9. Và mình up cái cụ bắt lại cho các bạn xem luôn. Bây giờ nãy để đứng á, là không xem được cái màn bắt này, mà nó là màn giấy viền mốt nha. Bây giờ mình lấy ra để mình cho các bạn xem. Và sự tên sườn của nó cũng made in USA, hàng Mỹ, sản xuất cái gì đến năm 1983. Rồi các bạn xem luôn cái chiếc loa bên này, màn loa có số này, cái côn rất lớn luôn. Đấy, các bạn xem luôn. Và mình xem luôn cụ thể luôn trên cái loa này. Đâu rồi, loa Mỹ đây các bạn, mình đang đi tìm thấy rồi, made in USA này, chữ theo năm tháng điện lực, mà hình như đồ Mỹ nó in vậy đó, sản xuất năm 1983 các bạn ha. Là cũng rõ đấy, made in ô đây là sản xuất năm 1983 này. Này rồi, và rồi mình tiến tới mình xem hai cái mic. Mic này khá là lớn, USA nha, ngày sản xuất này 1983 này. Đấy các bạn, đấy rồi, kể cả cái chép chép cũng USA này, các bạn thấy rõ đấy, rất rõ ha.
cái trái phiếu bên này. Bạn đi nhụt đây. Và một điều đặc biệt là cái củ loa mic rất lớn. Mình để cái đĩa CD này lớn hơn cái đĩa CD 2 phân. Đây mình để cái đĩa CD lớn hơn cái đĩa CD 2 phân đó các bạn. Đấy. Cái củ mic rất lớn nha. Và bây giờ mình cái phân tầng này ở trên, mình lấy cái phân tầng này cho các bạn xem nè. Đấy, cái phân tầng cũng khá là khủng này, đồ Mỹ. Vì cái tạm loa ở trên, phân tầng ở trên, mình lấy luôn cái phân tầng này cho các bạn xem. Đấy. Phân tầng khá là khủng. Đôi loa này công suất của nó cũng maximum đến 300W luôn mà. Nên mình mà nó rất trầm, chơi giống chất âm gần gần như AR. Vâng, bây giờ quý Nguyễn đóng lại để test với một cái âm ly nha, rồi các bạn xem nha. Vâng, sau khi mình giới thiệu với các bạn về ngoại thất và nội thất của đôi loa Alexson CD9 thì bây giờ mình bỏ vào để mình test nhạc. Tuy nhiên như vậy mình muốn làm cho nó thêm một tí nữa. Quý Nguyễn hay làm ghép ghép thế này, không có nói gì mà nó bông hoa hoa què lắm đâu. Tranh thủ thời gian thôi, mình giới thiệu thêm một cái đầu CD Sony. Model của nó là 365SG. Mặt trước của nó cực kỳ đẹp. Mình bấm cái đĩa vào đã. Đĩa này đĩa chợ nha. Đĩa này là rất nát và ôi dạ, dạ đó. Mà cái đầu này nó rất kiến. Đầu này gọi là con mắt trâu bò. Cho vô nó nhận liền nè. Các bạn đi coi nè. Chưa đến hơn một giây thôi là nó nhận bài rồi. Nhận 12 bài của cái đĩa này nè. Vâng, mình tiếp tục nè. Mình xem quan sát phía trước của nó các bạn. Con CD này 365SG này có hai cái hồi gỗ. Đấy. Và phía trong nội thất của nó là được nhuộm màu bằng đồng. Có hai cái tăng phô. Cực đẹp, con này đẹp ghê luôn á ha. Rất đẹp và chưa qua sử dụng ở Việt Nam á. Hai cái hồi gỗ này, những cái lông đèn này còn nguyên các bạn nè. Đấy. Đây cái nắp. Đây là cái nắp của nó. Rất đẹp. Bây giờ con CD này giá ra đây của nó chưa có giá ship là 10 triệu đồng. Đôi loa Selection 17 triệu và chiếc âm ly Luckman L80V 22 triệu. Mình báo giá rất rất rõ ràng. Bây giờ xin mời các bạn cùng nghe một ca khúc để biết được chất âm của những cái sản phẩm này. Xin mời các bạn. Rồi, bây giờ xin mời các bạn cùng nghe. Thank you.
Clip làm sao?